Mình xin chào tất cả anh em. Hôm nay qua kiểm phước dinh sẽ quay một cái mai tứ quý các bạn. Cái này cái tàn. Gốc tứ quý này có hoành là 36. Có ưu đế cũng đặc đặc nữa mà. Cái này trên chậu đem mới đem xuống đất nha mọi người. Có bồ tán cũng tròn vậy nè. Bạn đem về bạn ghép mây mây dạ, màu dảo. Nó mạnh lắm. Trường cảnh nó dư luôn rồi bạn. Anh em nào có nhu cầu giao lưu gốc phôi này thì liên hệ mình qua Zalo các bạn. Số điện thoại là 0939 505 472. Rồi mình xin chào tất cả anh em nha.